Ôi ôi ôi. Ngay đầu Renata hả mày? Ủa khỉ đâu sao chạy? Đến bên mày luôn. Càng luôn, làm Rambo càng luôn em. Alo 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 1234 1234. Rồi hello tất cả anh em, mình sẽ trở lại với Ultraband Police. Thì để xem sáng nay vẫn là chương 5 Pandemic anh em. Và sáng nay tôi vẫn còn hình như cũng chưa có chuyện gì anh em. Tôi còn một thằng buôn lậu để mà bắt bớ nữa nè. Rồi bắt đầu một ngày mới nha anh em. Mời anh em cùng đi cà phê cái. Tôi nghĩ là tôi cũng đã đi tới những ngày coi như là cuối cùng của con game này rồi đó anh em. Rồi xin mời vào. Không sao vậy, được không? Đó để tôi xem thằng này. Tôi vẫn còn có một thằng. Để xem cái đặc điểm của nó là gì anh em. Bể một cái kính hả? Chỉ có một kính thì thằng nào cũng bị bể thôi. Ok rồi, để xem. 5530. Rồi tại sao mày không đưa giấy tờ cho tao? Còn đợi không không tự giác đi chứ. Còn phải mời à. Nào mày cao quá đưa xuống. 6230 ok. Tên, tên xem anh em. Serenadim tên thì đúng này. Bắt bo thử xem. Ok. Để xem giấy tờ ngày tháng của mày như thế nào. Ô và để xem giấy vaccine đây, nó đã chích Novit 78 nhưng mà cái thời hạn của mày thì như thế nào? Bắt chết vậy anh em. Thằng này thấy cũng ổn quá ta. Chẳng có gì quá anh em. Đây kiểm tra cho chắc lại, tôi sẽ coi như ủa lộn. Đi xuống mày. Đây đây, anh là người đầu tiên cho nên em sẽ làm qua loa thôi. A cha, mà có thông báo gì mới kìa anh em. Đâu để tôi đi xem. Này chắc ổn quá anh em. Vào hàng hóa như thế nào? Thôi tôi đây. Đầu game tôi cho này đi lẹ đi anh em. Approve thử xem. Ok. Rồi, chiếc tiếp theo. Nhưng mà để tôi đi, tôi đọc xem có cái tin tức gì mới. Hình như có ai gửi thư cho tôi nè anh em. Đâu có một lá thư. Ui, một lá thư coi như là nặc danh. Và để đe dọa anh em, nó còn gửi kèm cho tôi một viên đạn nữa nha. Mày là một con quái vật không có trái tim. Coi như là con em gái Natasha của tao đã chết. Bởi vì mày, tao thậm chí còn không nói được lời từ biệt với em gái tao nữa. Tại sao mày không bỏ qua cái chuyện này hả? Mày sẽ phải trả giá điều đó cho điều đó. Ôi vãi nồi, tôi cũng chẳng biết tôi làm gì nữa em ơi. Đâu tôi đọc báo tí coi. À báo này vẫn là báo cũ thôi. Ơi có người coi như là tống tình tôi rồi em ơi. Thấy chưa, đâu có cần phải kiểm tra gì cho mệt. 4100. Ôi anh này được đây. 4190. Ủa anh này là suýt soát luôn á anh em. Này, thằng này nó nhiều nha anh em. Mày có bể đèn không? Mày có bể đèn đâu, coi phía xa. Chết bà chứ con. Cẩn thận nó chạy anh em ơi. Tôi sẽ xuống tôi còng đầu nó luôn. Bước ra xa. Đây anh mày có đồ sẵn rồi cưng. Thận đập trúng đầu nó bây giờ. Đi tù tốn 500 đô. Rồi. Đi vô đánh bài tứ sắc, bài tiến lên với một tụ bốn thằng trong kia đi. À. Nó lớn quá, còn tôi đang ngủ ổng cự quậy anh em ơi. À quên, cái đám trong đây tôi đã đi gửi đi trại cải tạo hết rồi. Ok. Con này một mình đi. Cầm nhắm nỗi đau anh em. Đây để xem. Chắc nó còn giấu ở trên hàng này quá anh em ơi, tôi cũng nghi lắm đây này. Là thằng này là phải đem xuống hết đây. Coi mình hốt được cái gì hốt hết em. Đây mấy cái đồ này thì nghi lắm. Rồi bây giờ thì mổ cái xe của nó ra coi. Thằng này lại buôn thuốc lấu là mua thuốc lá lậu anh em. Tôi định nó bị nó liệu thuốc lấu lạ. Nào. Ok. Cái này hình như là thuốc bắt tốt hay là gì anh em ơi, ba số hay sao ấy. Để tôi xem nó còn giấu trong xe của nó không anh em. Đây bình xăng này thì sao. Rồi lên cái chỗ ngồi của nó thì không. Well. À còn giấu trong đây hả mày. Rồi kiểm tra hàng của nó đi anh em. Thôi chắc hàng nó làm gì, nó bị bắt rồi chắc làm gì. Tôi chỉ coi như là Coi hồi nãy tôi thấy có cái dấu nó nằm đâu đây rồi. Ok, thêm được 2 cây nữa. Đem về biếu xem hút cho bổ phổi anh em. Này thì sao? Hình như nó chỉ đem có mỗi cái thùng cạc tông đó anh em ơi. Ta. Ok, rồi.
xử lý giùm em đống này nhé anh bạn. À quên, thằng này tôi đã nâng cấp lên rồi nè, em thấy không, tôi đã nâng cấp coi như là thằng này là đồng nghiệp lúc nào cũng cà cận bên tôi nên đã nâng cấp max nhất luôn, mặc áo giáp chống đạn luôn, em thấy Đạt ghê 30 chưa, rồi. kinh khủng khiếp luôn. Ai à, chiếc tiếp theo. Ủa, hôm nay bắt bớ ngon quá anh em. Đây, và hôm nay có bao nhiêu chiếc? Hai chiếc nữa, như vậy là coi như là cái thằng buôn lậu nó đã nó bắt được hết rồi nha anh em. Giờ tôi chỉ làm coi như là qua Tôi loa thôi. chưa. À, cho qua ngày thôi anh em ơi. đâu rồi, du rút thằng này để cái thằng khùng mày đã bị cu nu vít mày đi chấm ở kính cái gà lên thế nào. Đây cho mày một vé đuổi mày đi luôn. Good. Ồ, kỳ này nhanh, sáng nay làm Ghê nhanh, đúng nhanh sao? gọn lẹ luôn em ơi. Đây tôi rất là khoái mấy cái thằng coi như là chích ba cái tào lao anh em. Rồi để xem thằng này thế nào. Ở mày chống đối cánh Dai, ci vado su mày 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 chống đối người thi hành công vụ à. ha vinto la Ở đây thấy acerrata không, tôi mở cửa dittatura nó chơi, nó đóng cửa mẹ uno nó. arodniki umrata chayada e to damra praviteri Mày đứng im, nitera im cho tao. Làm những thằng nói velos nhiều anh biết, anh em biết tôi xử lý như thế nào đây. Đây là 726 quy. Để coi này có phạm cái lỗi gì không, tôi nghi lắm, mấy thằng nói nhiều nó hay phạm lỗi gì đó lắm nè. 567 quy Zaman Berize, một con bò hả, OK2030 này. Ủa vừa đúng luôn chứ, ghê chứ. Lên cho mày đây, bò này thì sao, tao để xem con bò này. Ủa con bò con anh em, có giấu cái gì trong con bò này không. OK chẳng có gì cả, tôi nghĩ là thằng này cũng chẳng buôn lậu gì đâu anh em, nhưng mà nói chung là làm cho đúng coi như là theo quy tắc đi anh em, quy trình chứ lộn. OK tôi nghĩ cho thằng này đi bà luôn đi. OK bước qua cửa khẩu của tao nhanh, còn một chiếc nữa thôi cho anh xong ngày nào. Tôi nghĩ thằng này có gì đó sai lắm nè anh em. À đúng đúng. Hey. Chà. Chào bố già. Đâu xem. Đâu bố già này chích cái gì? Novit Ramin is my love. Day of vaccine. Oh, good. Quá đã anh em ơi. Hôm nay là già đúng nhanh gọn lẹ luôn. Quay quay cái quần què mà quay. Ôi tại sao chích? Tôi để mở cửa, có một con ruồi nó bay vô anh em và không mở ra thì nó rất là bích bùng cái phòng. Chiếc nào nữa không, hết rồi đâu, và để xem hôm nay sếp tôi có giao gì cho tôi không anh em. Nay làm đúng quá trời luôn em, không sai một cái gì luôn, và tôi đang có gần 54925 5.000 luôn em. Tôi vẫn đang chờ coi như là để mua được cây AK47. Ô nhưng mà như vậy là hết rồi hả anh em ha. Đâu nếu vậy tôi sẽ vô tôi nâng cấp lên luôn đi anh em, để tiền không làm cái gì. Không, đây tôi sẽ nâng cấp nhà của tôi lên 2.000 max nhà luôn đi anh em. Rồi để xem, đó kho đây nâng cấp nhà lên xem. Đây và max rồi nha anh em, 2.000 này là max rồi đấy. Tôi sẽ đi ra tôi xem thử xem nó như thế nào cả đã. Đâu để xem nhà đẹp không, nhà gạch nha anh em. Đây như vậy mới xứng đáng với cái coi như là lên lương lên chức của tôi nha anh em. OK vào xem thế nào, cũng đẹp quá ha anh em, cũng coi như là treo cái gì áp phích gì là Akaristan cigarette. Ồ đây coi như là nội thất này nọ, có cả tivi nha anh em. Đây có tivi là quá đã rồi, tôi không còn coi như là chán sau mỗi khi mà tan ca sớm anh em. OK tôi nghĩ là tôi còn 2.900, tôi đi nâng cấp luôn cho mấy anh đệ của tôi luôn đi anh em ơi. OK nha, tôi nghĩ là để xem đây. À, đây nâng cho cái anh ngồi ngồi ngay cái văn phòng rồi đi anh em. Ê, và luôn cho cái anh, ô anh này tôi nâng cấp lên luôn rồi, quên. OK vậy là chỉ còn mỗi này chứ đúng không, thằng này thì khoan đi, ông già này họ cả nâng cấp luôn anh em ơi, full luôn đi. Đâu còn này, thằng này trong tù, thằng này trong tù cho nên là nó đứng trong cái núp bắn anh em, cho nên là chắc cũng không cần nâng cấp đâu. OK, để dành lại 2.000 đi, có gì có AK mình mua luôn. Rồi tôi nghĩ là cũng đã hết ngày vậy đó anh em, sẽ đi vô ngủ đi cho qua ngày xem. Alo!
Thấy chưa, tôi vừa mới nâng cấp luôn em, là tôi nói tới tôi nói thử sức rồi. Bây giờ tụi bay đi trốn thôi, tao không ngu gì tao đứng đó nữa đâu. Tụi này nó toàn đi núp ở phía sau tôi không à anh em ơi. Chơi gì chơi khôn thế. Tụi nó cầm AK luôn rồi anh em. Chơi vô. Đâu và anh em, cái thằng trên kia nó cầm mà súng bắn tỉa rồi anh em thấy không. Ê, tôi leo lên được không anh em? Để tôi leo lên thử coi. Ồ, không leo được anh em ơi. À ok, mẹ bắn như vậy thì biết bao giờ mới xong. Để tôi đi qua đây tôi móc lớp đây nè mọi. Mày nè, cũng chết cha. Ôi rồi không đó, khổ rồi, nó bắn chết bò tôi rồi anh em ơi. Nè, một thằng coi như lên dĩa rồi. nâng cấp xong bắn còn tệ hơn lúc đầu nữa, chả hiểu như thế nào. Để anh mày xông pha cho. Ô hay lắm. Ui bộ tôi cũng ghê quá kìa anh em. Tôi không cần phải ra tay gì hết. Mày bắn thấy bà mày luôn. Ôi nãy giờ tôi không để ý tôi còn có 20 viên rồi anh em ơi. Chà phải đi mua thêm đạn súng lục thôi. Rồi bây giờ lấy súng shotgun ra đi, còn nhiều đạn shotgun này. Thèn hay lắm. Thèn. Ê. Còn tới 1 phút mấy là anh em không biết có trụ nổi không nữa. Ủa mà nếu như mà tôi đi, tôi hồi sinh thằng bị chết được không em? Hay là phải bắn xong mới hồi sinh được? Đâu nó nằm đâu vậy? Đây phải không? À không phải, túi rác. Ui chết mẹ nó quăng bom rồi anh em. Giờ chó mày. Đây nè. Thôi chết bà rồi. Ôi ôi nó thêm một thằng bồ của tôi mới lên dĩa rồi anh em. Ôi không được rồi, kiểu này là không được, càng kéo dài thì bồ tôi càng chết nhiều anh em ơi, chết thảm lắm. Do nên là tôi phải xử luôn. Ui ui mẹ núp vào đây có khi tôi chết luôn anh em ơi. Thôi qua đây đi. Mày nè. Ờ mày hay lắm, còn 30 giây nữa, cố lên. U chết cha, tôi hơi ỉ rồi anh em. Nó kéo vô đông quá. Từ từ. Ui thôi chết rồi. 17 giây thôi. Mày nè. Có khi sau vụ này tôi có AK, tôi sẽ được AK đó anh em ơi. Mày nè. Gài đạn gì mà lâu thế ông nội ơi. Thôi chết cha rồi anh em ơi. Ui. Mày nè. Anh mày cầm sọc lên này á. Dám vô đây. Ủa mày nó chạy xe vô luôn rồi anh em. Ủa mấy này ngầu vãi nồi. Mày nè hit shot nè. Come on. Đừng ai chết nữa. Mày nè. Hay lắm. Ui. Bà dây này mình cố lên. Bà dây. Ui chết. À mẹ tôi tưởng tôi bị bắn chết chứ. Ôi mẹ. Được 1200 anh em. Ái chà, tôi nghĩ là tôi phải mua thêm đạn rồi anh em ơi. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi ngủ không ngon nữa anh em. Đang ngủ bị tấn công thức giấc, tôi phải kêu thằng Vlad tới anh em. Đây, kêu nó mua thêm đạn coi. Quên, hình như tôi vẫn còn đạn trong đây mà đúng không? Chết bà. Quên, đem ra bán. Đúng rồi. Đấy, đem ra bán anh em. Khoan, còn đồ. Đây còn đồ cắm này, để từ từ nhiều đi anh em. Tôi kêu một lần tới rồi tôi bán luôn cho nó nhiều tiền. Rồi ơi, đúng rồi. Rồi anh em xem này, hồi nãy nó chạy chiếc xe vô nó tông mẹ nó luôn cái ba lê trắng của tôi rồi. Bụi phá hoại này. Ê. Rồi để xem anh bạn à. Có bán gì mới không? Ê nó bán AK nè anh em. Ôi cha. AK nè anh em. Đóng ta. Rifle hình như nó đấy anh em. Ô và nó bán rifle 40 đô một băng hả? Ai từ từ tao bán cái này chứ. Thằng này nó có mua cái này không anh em? Thằng này vậy nó không mua hả? Ủa vậy thằng này bán cho cái gì ta? À cái này là chỉ giao thương được với mấy cái thằng mà nó đi qua cái cổng mình soát vé anh em, xong rồi mình tiện thể mình buôn bán với nó thôi. Ô cái vậy để tôi mua thêm băng đạn này đi. Bán chơi nhiều lên em. Đây tôi còn nhiều tiền mà mua hết.
Rồi, cảm ơn bạn. Đâu, 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 để tôi xem súng AK thì như thế nào. Đây. Đúng rồi, AK-47 là anh em, tôi được bao nhiêu viên? 150, 180 viên. Hôm nay là ngon rồi đó anh em. Có AK rồi là tụi nó sẽ bớt lão nháo nha anh em. Đủ thôi. Daily có đây 19. Ô, tôi ở trong đây cũng đã hơn nửa tháng rồi, ngày 19 rồi nè anh em. Hai lần được lên lương luôn, quá đã. À, hình như là sáng nay sẽ là một chương mới hay sao anh em. Để tôi xem. Đúng rồi, Conflict in the South. Coi như là có chiến trận ở miền Nam nha anh em. Ồ, coi như là biên giới mình đang có coi như tranh chấp với lại cái nước láng giềng nha anh em. À, đây và để xem thông báo mới xem. Bà cha nó năm thằng buôn lậu anh em. Rare Foreign Good Limit. Đây, để tôi đọc xem. Đây anh em, để coi như là bảo vệ cái nền kinh tế của coi như là nước mình anh em, nó không bị lũng đoạn á. Coi như là mình sẽ phải không có nhập, không nhập hàng của cái quốc gia ở phía Nam, những quốc gia ở phía Nam nữa anh em. Đây, và có nhập á, thì cũng để nhập những cái món chỉ trong giới hạn hơn em. Nếu mà đồ ăn là chỉ được 6 món thôi. Những cái đồ giống như gia dụng chỉ có được 3 cái, và chất cấm hóa học thì chỉ được 4 cái thôi em, chất hóa học chỉ được 4 cái thôi. Ok, còn mấy cái thằng này thì tôi mệt quá, tôi chẳng cần coi nên em cứ sâu ra, thằng nào có con rắn là tôi bắt hết, bỏ tù hết. Rồi xem Conflict in the South. À, và cũng đã coi như là kết thúc cái dịch Covid-78 gì vậy nha anh em. Rồi xem thằng nào gửi thư đi dạy nữa không. Ok, chiếc đầu tiên trong ngày. Ơ, nhưng mà tại sao tôi lại âm 85 đô kìa anh em. Ô, lạ kỳ vậy ta. Rồi, phải kiểm tra thằng này chắc chở hàng hóa khá nhiều nè anh em. Đầu tiên là tôi phải check xem nó có buôn lậu không cái đã. Well, ok, chỗ này thì ổn ấy anh bạn. Bạn lên đây xem có gì hết. Rồi, tôi xem thằng này bán nó như thế nào. Cần luôn 4240 này, 3430. Nào, thử súng của anh không? Cây súng mới. Tao có AK, mày muốn thử súng của anh liền đúng không? À, rồi bây giờ thì XG Igonin Fastball 213 AK Ritan Palito. Rồi để xem. Rồi, thằng này giấy tờ ổn anh em. Giờ thì check xem hàng hóa. Ô, thằng này không có đem hàng hóa hết à. Này ổn rồi, vậy thôi cho đi anh em. Thì ngày đầu tiên trong ngày cho nên là chắc cũng ổn đây. Đây, mời anh bạn. Mời anh bạn tiếp bước. Tôi không biết có đúng hay không nữa, thấy này có vẻ ổn ấy. Rồi, tiếp theo xem. Đây, nhưng mà cũng phải xem qua coi. Ồ, đúng rồi anh em. 5 thằng nha, một thằng Akaristan, hút một cái kính, một 40 tuổi, bản số FFM và xe màu xanh. Ok, này 40 tuổi à, đâu để xem thử xem. À, để tôi xem thử coi nha anh em. Day of birth 44 lận. Oh, mismatch day of expire. Mày sai rồi nè con. Tao không nói gì cả. Cho mày mụ vé quay đầu. Kalim Yavut quay xe. À, rồi xe màu xanh lá anh em, green. Tôi nghi thằng này lắm. Ủa, thằng này là màu gì? Green green kìa anh em. Là màu gì á? À, màu xanh dương. Để cái đèn UV cho nên là thấy chưa. Tôi được lên chức lên lương cả anh em. Và tôi coi new weapon available, tôi mở được một cây súng bắn tỉa anh em. Ai chà, nhưng mà hết mẹ tiền rồi đây. Nhưng mà từ gái để anh tôi phải làm một ly miếng thêm miếng cà phê để mà coi như là mừng lên lương cái anh em. Ok, đây tôi nghĩ là tôi phải kiểm tra đồ hết đi anh em. Nó đang kỳ này nó đang siết chặt vô mấy cái đồ đạc lắm anh em, cho nên là tôi phải kỹ tí, không ẩu nữa. Mới lên lương là làm sếp phải gương mẫu tí, sau này mà muốn như là chè chén hay tham nhũng gì cũng dễ dàng hơn anh em à. Ca thằng này ổn rồi đây, chọn cho nó giùm em nha. Quên, bây giờ tôi lên chức kênh anh em là tôi là sếp của đám này chứ đúng không. Ba lần lên chức rồi còn gì nữa. Thôi, bữa tôi này đâu có gì đâu mà cãi. Này thì
Đấy, thằng này thì tôi nghĩ cũng ổn thôi. Hình như hàng quá của nó có vấn đề đó anh em. Để tôi xem nó có ghi là đây 6, đúng rồi, 634 đúng không? Quang 6 Hao Hôn Chemical. Ok, hình như là chắc tôi phải đuổi này đi anh em ơi. Ok, deny nó đi. Không, mà nó có lỗi gì? Đấy, entry regulation. Ok, thử xem. Đây thà đuổi về chứ đừng cho vô tiêu. Đúng không? Thà là mình đuổi đi chứ để mày làm sao nó nhập cư vô là thôi mẹ càng tội nặng thêm nữa. Ok, ông chú này bao nhiêu tuổi đây? Đi xe màu xanh nữa anh em. À, 200 đô. Rồi, để xem ông chú rậm này như thế nào. Đúng rồi, cái gì cũng phải necessary hết anh em. Thế mày muốn thử súng, mày muốn thử súng của tao luôn chứ gì? Thằng này hả? Thằng này mày kiểm tra kỹ anh em, xe nó màu xanh à. Không, mày có dấu. Thì xuống xe đi. Bill. Rồi để xem. Mới kêu xuống xe một cái nha. Đấy, cứ từ từ cái. À, không anh em, để tôi coi coi thằng này. Tôi đang muốn coi như là thử súng không. Thằng này tôi cho đứng đây đi. Tôi bắt bớ đồ cắm của nó mà chạy là tôi bắn luôn. Như là mượn gió bẻ măng nha anh em. À, mày đi rồi. Tôi nghĩ là nó à ghế sâu nghe con chó à mày giết tao. Oh, không có gì hết. À đây 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 đây, tôi sẽ vô tôi mổ cái này ra trước cái đã anh em. À sao thế, đây rồi mày, mày phất vô đu in đó mày. Đúng rồi, sao mày có chú em có hối lộ gì không? Không có lộ à? Ok vậy thôi, vô khám luôn. Hay lắm, bắt được một thằng. Hello, mới vô hello bạn thù anh em. Rồi còn nhiều chỗ để lấy lắm. Ủa cái này xài dao à? Dụng cụ hành nghề của tôi cũng sắp hư rồi, tôi phải mua cái mới anh em. 295. À, khổ, tôi chi sao nghèo với nồi anh em. Cái này cần gì? À, ui ôi, một đống luôn. Ok. Rồi, chiếc tiếp theo. Xin mời. Chiếc này màu đỏ anh em. Em xem 40 Afghanistan và 40 tuổi đúng không? Thằng này có dấu ở cái động cơ không? Đâu bánh xe như nào? Thằng ra ổn, tôi nghĩ mấy thằng mày mà chở hàng quá nhiều là nó sẽ bị cái vụ mà là cấm nhập đem hàng quá vô anh em, nhưng mà anh em để ý không, thằng này nó không có bình xăng anh em, hai bên luôn. Ủa, xe điện VinFast đã qua tới đây à? Tao đi xem giấy tờ cái đã. Farah Bahram SIB192H đúng rồi. Rồi xem giấy tờ có hiệu lực gì không. 36.230 kg hả? Xem. Ồ, thằng này vượt mọi ngưỡng luôn à, 6450. Thằng này thì đâu cần gì nữa anh em, tôi sẽ cho nó bé coi như là gì, quá cân nặng đúng không anh em, vô hai cù quay nè. Đúng rồi, chính xác luôn, và hình như là hàng hóa của nó đem cũng là nhiều luôn á anh em. Em hình như là phải để xem quá của nó đem xem, hình như nó đem rất nhiều luôn, cho nên là tôi cũng sẽ đánh vô cái mục này luôn anh em. Đây cái mục mà xuất nhập cảnh luôn. Rồi bé đi về đi, đi về đi chú. Chú đầu trọc rau rậm rau dê chứ lộn, để xem đúng không nha anh em. Đây cũng hết rồi sao ấy. You can rest now, tôi còn 575 hả. Cái đi ngủ anh em.
Hai chà, có gì đây anh em? Sáng nay đây, Incomicon đây, để xem tôi đã có một thông báo gì nữa rồi đây anh em. Để có liên quan tới cái tội vụ lộn xộn của cái đất nước này ấy. Không? Hai chà, có một vụ đánh lộn anh em và bắt cóc của một người đàn ông ở một cái cối xay gió. Ok, và tôi sẽ đi tới đó để xem vụ án này như thế nào. Talk to the sawmill manager. Mẹ, tôi cứ tưởng cái vụ gì lớn lắm. À, tôi nghĩ qua xem em. Đâu và nó ở đâu vậy? À, cũng gần anh em. Quẹo phải. Đây đúng không ta? Sẽ đi đường mòn, đúng rồi. À, sawmill là cái xưởng gỗ với lộn, tôi nói có xe gió vậy đây. Brick mill mới là có xe gió, tôi lộn. À, và hình như là cái chỗ mà lúc đầu tôi bắn, tôi đi gặp tụi nó buôn lậu anh em, bị tụi nó bắn chết, bị thương ngay chỗ đó đúng không? Ồ, đúng rồi, đúng rồi. À chà, có thêm thông tin về cái vụ bắt cóc anh nè anh em. Người bị bắt cóc là Grigory Bilov. À, thằng đó là thằng gián điệp anh em, nó đang ở trong Obirankov. Ai chà, nó bị phát hiện rồi anh em, nhưng mà tôi lại làm gián điệp cho tụi Bloodfeet mà, tôi đâu có làm cho nhà nước đâu. Thằng này, thằng gián điệp này cứu thằng gián điệp kia anh em. Cẩn thận nha, tụi nó sẽ tới và tôi sẽ bắn đấy. Talk to the sawmill manager. Ai, không cần nói nhiều, tới đây là sẽ có bắn đùng đùng ấy. Đâu, để xem sẽ có một cuộc chạm trán ở đây đấy anh em. Nhìn mặt này, ai chà, thằng này nhìn cô hồn cắt đảng quá. Ok, rồi rồi rồi, sao nữa sao nữa? Anh em mới nói là cái thằng đó nó đang đứng coi như là không biết là đứng đái hay đứng gì ở ngay mấy cái ở đằng kia, anh em ở dưới mấy cái cây, xong rồi có một chiếc xe màu đen tới và bắt cóc nó đi, bị nó đánh đập tơi bời luôn anh em, nó đánh cho ngất xỉu luôn và bỏ lên một cái thùng xe. Ok, xích được kha đâu, chiếc xe nào, xe này hả? Để tôi xem chiếc này á anh em. À, phải đi để xem có vết máu không, đánh đập thử có vết máu chứ. Tao để xem có gì đây. À, có một cái cuốn nhật ký ở dưới này nè anh em. Ok, ask the manager about Kozlov. Kozlov hả? Đây là có một người mới xuất hiện trong vụ án nè anh em. Một thằng tên là Dimitri anh em, coi như thằng Dimitri là một cái thằng nó chuyên gây rối ở đây anh em, nó chuyên chỏ mũi vô chuyện của người ta. Talk to Kozlov. Kozlov là phải thằng này không? Kozlov là thằng nào tên vậy? Kozlov là như thằng này đúng không anh em? Đây đúng không? Dimitri đúng rồi. Ra xem. À, là cái thằng này anh em, nó xé một cái mảnh giấy ở trong cái cuốn nhật ký của thằng gián điệp. Thì bây giờ đây nó xem cái gì. Tao đã tiến rất gần tới sự thật, nhưng mà tao cần phải coi như là kiểm tra lại những cái thông tin khác nữa. Talk to your tool dealer, nói chuyện với cái thằng bán đồ, bán tool. Kiểm tra cái nhà kho ở Drunken Beer, ở cái quán bia Drunken Beer anh em. Đi hỏi những cái người công dân ở những người công nhân anh em cái chỗ cái xưởng gỗ, và coi như là hãy đi khám phá cái đống đổ nát ở cái quarry, là cái mỏ anh em, đúng rồi, cái mỏ than. Quarry là đâu? Playbo Cam Old Rune. À, là ở đây nè anh em. Set the Old Rune. Cha, mà nó có thời gian, tôi phải đi liền anh em ơi. Tôi phải đi liền. Ok, đống đổ nát cũ kỹ. Ủa, đây là một cái nhà hoang anh em. À, để xem. Đúng rồi. Ý, có địch kìa anh em. Ôi chết bà rồi, may mà tôi đem AK theo. Kìa bà. Từ từ nha. Ở đâu? Ý, 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 ý. Có, check cover liền anh em. Check cover liền.
chết mẹ bắn bên kia nữa. Mày nè, có AK rồi này mà. Đâu nữa. Đây tôi phải rút ngắn khoảng cách lại coi. Mày. Ui bắn đảo quá đấy ui, AK có khác. Mày. Ui nhưng mà phải tiết kiệm đạn nha anh em, bắn cái này mà hết đạn lắm. In. Rồi xong, có AK tôi làm bố đời thật là anh em ơi. In. Ui chết bà quá. chạy, nó bắn lũ đạn. Ui chạy. Nó chạy qua đây, chết mẹ. Y, vẫn còn à. Không nữa. Ê, chơi kỹ mày. Ê, chơi mòn tới gần thế. Còn nào không ta, từ từ cái anh em. Còn này, mày đưa súng đạn của mày đây, mày có đạn gì không? Cho tao mượn coi. Nè, đạn sọc gân đó chứ. Mày nè. Chạy đi đâu. Thằng kia bị bất cần em chạy vòng. Tôi nghĩ là tôi chạy qua đây. Ui. Ngay đầu Renata hả mày. Ủa khỉ đâu tao chạy. Đến bên mày luôn. Càng luôn. Làm Rambo càng luôn em. Sợ mẹ gì nữa. Thằng nào nữa. Đúng rồi. Ui chết mẹ. Càng. À nó thay đạn. Mày ngu quá mày. Ui càng quá mém chết. Tới đây thì lấy sọc gân ra đi em ơi. Ui gì vậy. Chạy mày. Bắn tao nè, mất dạy nè. Ok xong hết chưa. Hình như xong rồi đó anh em. Hình như đây là chỗ mà nó giấu cái thằng gián điệp đó hay sao ấy. Còn cái nào đây. Ủa cái gì, cái dấu hiệu buôn hàng lậu nè anh em. Tao có một mảnh giấy sexy anh em. Đây và người viết là Boris Obelankov, là thằng thủ lĩnh của cái nhóm Obelankov. Chúng ta đã phát hiện một trong chúng ta coi như là gián điệp hai mang anh em, thấy mẹ rồi. Ok coi như là nó đang muốn lật mặt cái thằng gián điệp này anh em, và cảnh sát đang theo dõi nó rất là gắt gao. Nó đây là một cái bức thư nó thông báo cho đồng đội của nó đây, KGB file. À cái này là collectible thôi. Go to the label cam. Rồi. Ok. Nó được anh em. Label cam là cái chỗ phục hồi, chạy phục hồi nhân phẩm mà tôi dẫn tụi tù nhân tới ấy. Rồi lên được. Đây label cam, không lẽ tụi nó dám vô đây để mà tôi cướp tù anh em. Ôi thấy bình yên lắm mà, đâu có gì đâu. Đây chắc mình đi thông báo sự việc cho cái anh ca trưởng ở đây quá. Lên bạn. À, vas prabotnyy eto Ivan. Kheno machko chastayet, eto biyu ina. Đây anh em, mình đang đi tìm thằng Ivan, nó mới vừa ở đây thôi và nó đang đi đánh đập tù nhân anh em. Đây nó đang ở dưới cái hố, dưới cái mỏ than đó đó. Đó là một thằng đầu trọc anh em và có râu màu đen, ôi màu đỏ nha. Ok, question a prisoner. Đâu tôi sẽ đi hỏi tù nhân xem. Đây đứng lại tao hỏi cái coi mày. Bán này. Ủa nhưng mà tôi thấy đây có mỗi này, có thằng nào ở đâu mà hỏi anh em. Đúng không? À có mỗi này mà. Ôi lại vậy. Là mình phải đi vô đây hay đi xuống kia. À lại vậy. À đây xuống đây anh em. Ở đây đúng rồi, nó đang đứng dưới này nè. Được, tít. Tao hỏi anh bạn này thử xem. Cất cái súng đi cái đã. Hỏi chuyện tao mà cầm súng ra. Là anh này rồi phải không? Không phải. Đây. Anh này đúng không? Tóc đầu trọc đúng rồi anh em, râu rậm này. Mày nghĩ là tao sẽ nói cho mày biết sao? Thằng mặt nồi cảnh sát kia. Make the prisoner talk. Tao phải làm sao cho nó nói được kìa anh em. Làm sao ta? Đâu bắn thử xem. Mày. Nào, nói chưa? Mày. Chịu nói chưa? Thì chịu nói nè hả? Tôi thử đập. Làm sao cho nó nói ta?
Make the prisoner talk, tôi thử đập nó một cái coi. Halak, mày nói chưa? Politka, mày không chịu nói, anh em nhắm mắt thử xem. Đâu chịu không? Nào. Bach turva duras. Ở đây tôi thử nhắm nó hoài thử xem nó có sợ không. Halak, tao nói cho tao nghe, mày giấu mẹ anh gián điệp hai mang đó ở đâu? Bach turva duras. Lên. Nào, chịu nói chưa? Nói chưa? Món. Em xem. Mẹ nó cứ cười tôi hoài anh em ơi. Chết mẹ, làm sao nói nó được ta? Không lẽ giờ bắn chết nó hay là đấm nó? Đấm nó thì mấy cái rồi. Mày nè. Ô cá chịu rồi hả anh em? À nó bị dẫn tới nghĩa trang rồi. Bè phải cho ăn đấm nó mới chịu. Đây 5 phút được tới nghĩa trang. Rồi. À, cái tầng hầm này mở được này, tôi biết ngay mà. Nó dưới này nè anh em. Thật nha. Đây rồi. Comrade over here. À, cuộc gặp mờ dở giữa hai thằng gián điệp hai mang anh em quá khổ. Ồ, cũng đập chết mấy này rồi nè anh em. Cũng cự chứ. Hay. Ui, một mình chơi à, hai thằng luôn. Chết mẹ này bị đâm rồi anh em ơi. Ồ. Đồng đội, sao mày tìm được tao? Người của Obi-Lan Cốp, mẹ nó đã tra tấn tao. À, thằng này nó đã có chứng cứ, coi như là Obi-Lan Cốp và Bloodfist anh em nó đã thông đồng với nhau. Nhưng mà trước tiên, mày phải chở tao đi bệnh viện cái đã. Thằng này nó biết coi như là cái bước tiếp theo của hai băng nó chuẩn bị làm gì nha anh em. Ok. Thôi nếu vậy tôi đã gọi là gián điệp hai mang mà anh em, cho nên là tôi sẽ live, đã chơi là phải chơi tới cùng, không có chơi nửa vời. Xin lỗi anh bạn. Plot twist quá là kinh khủng. Anh em biết được cái thông tin mà tôi đã học, tôi đã biết được thằng Belop có thể làm cho hả cái coi như là cái kế hoạch của cái băng nổi loạn của tôi, anh em, quân cách mạng của tôi nó có thể bị hư, cho nên là tôi đã quyết định bắn chết luôn thằng đồng đội của tôi. Ôi vãi nôi. Đây, nhưng mà những cái thông tin anh em mà tôi có được thì tôi cũng phải đem về để trình diện cho sở của tôi. Đây, cho nên là cuối cùng tôi đã biết được đó là những coi như là cái sự phối hợp giữa cái băng Bloodfist và cái băng Obi-Wan Cop anh em, nó còn ghê, nó còn kinh khủng hơn những cái mà tôi có thể tưởng tượng nha anh em. Chà. 1600 YouTube The Side of Bloodfist. Chúng mà tôi đã lỡ nhúng chàm đi quá sâu rồi nên bây giờ bước chân muốn thoát ra vùng vẫy ra cũng không được nữa. Rồi các anh em ơi, tôi nghĩ là tập này sẽ tạm dừng ở đây nha. Tôi càng ngày tôi càng nhúng chàm rồi, và tôi cũng muốn xem cái kết cục của một kẻ bán nước cầu vinh như tụi nó như thế nào nha anh em. Ok, hẹn gặp anh em những tập sau của cảnh sát biên phòng Contraband Police nha. Còn bây giờ thì bye bye anh em, cảm ơn và hẹn gặp lại.